Alo ạ. Alo. Chào anh ạ. Dobrý À, dobrý deň. Как у Хорошо. вас дела? Хорошо. Спасибо. Как живут во Франции? Люди. Люди в Франции живут трудно. Трудно, да? Трудно, трудно. Да? А, я думаю, что хорошо живут. Так. Трудно. Да. А, хорошо. Так, ну мы сегодня посмотрим один текст про Санкт-Петербург. Город Да. Санкт-Петербург. А, hôm nay chúng ta sẽ xem một bài đọc về thành phố Санкт-Петербург đấy. Đã. Dạ. Đầu tiên chúng ta sẽ xem có những từ mới nào liên quan đến bài này. Đã. Chúng ta sẽ có tính từ novый. Новый. Novый. Ngược lại là старый. 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 Новый là mới, старый là cũ. Да. Новый, старый. Так. Большой. Большой. Bán sối. Bali. Bali. Шой. Большой. Bán sối. Да, большой. Маленький. 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 Ma lên Ma kì. lên ki. Маленький. Маленький. Ma lên nhật kì. À, đúng rồi. Маленький. Большой. Маленький. To và bé. Большой. Маленький. Большой. Маленький. Так. Длинный. Длинный. À, большой маленький là to Длинный. và bé. Длинный Да. là dài ạ. Длинный. 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 Да, длинный. Длинный là dài. Короткий. Да. Короткий. À, cà rốt. Короткий là ngắn ạ. Да. Короткий. 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 Длинный, короткий. Широкий. Да. Широкий là rộng ạ. Да. Широкий là rộng. Узкий. Узкий là hẹp ạ. Hết. Узкий. Да. Так. Главный. Главный là quan trọng nhất ạ. Chính. Да. Главный là chính. Не главный. Не главный là phụ ạ. Да. Главный. Не главный. Главный, не главный. Зеленый. Зеленый là màu xanh ạ. À. Зеленый. Зеленый. Российский. 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 Российский là thuộc về nước Nga. Российский. À. Иностранный. Иностранный. Người nước ngoài. Иностранный là thuộc về nước Ina ngoài. Và Stran. Да. улица. Улица. Улис. Да, Да. улица là đường phố. Đường Да. phố. À, đường phố. Собор. Собор. Собор là một cái nhà thờ. Да. Собор. Часто. Часто là thường thường xuyên ạ. Thường xuyên Thường ạ. xuyên. Đấy. Chester. Đấy, часто. Да. Так, хорошо. Bây giờ ta sẽ cùng nhau đọc lại ạ. Новый. Новый. Старый. Старый. Да. Большой. Bàn sối. Большой. Bàn lịch sối. Đúng rồi, большой. Маленький. Маленький. Да, маленький. Длинный. Длинный. Короткий. Короткий. Широкий. Широткий. Узкий. Узкий. Главный. Гладный. Не главный. Nghe lát nơi Зеленый. Yalon nơi Российский. Российский Иностранный. Иностранный Улица. Улица Собор. Собор Часто. Часто À, так. Qua đây chúng ta còn có thêm một vài từ mới nữa. À, chúng ta có từ Prospect. Prospect. tham quan Prospect. Так, Prospect. Đó. Prospect.
À, là từ gì ạ? Prospect. Tham quan đúng À, nhỉ, prospect là một đại lộ ạ. Prospect. ok Đấy. Prospect. Prospect là một đại lộ. Prospect. đa Đấy. prospect Đấy, prospect. Đấy. Delin nơi prospect. Delin nơi prospect. đại lộ dài À, một đại lộ dài đấy. Shiroki. Chepskaya Baraspir. Cái đại lộ ở Moscow mà người ta đi diễu binh nó gọi là đại lộ gì? À, đại lộ đi từ đâu ạ? Ở qua Moscow diễu binh đến quảng trường đỏ. À không ạ, à, cái đấy thì em không biết ạ. À, À, ok. vâng, bởi vì là em cũng thỉnh thoảng có Không đến ở Moscow nhưng mà cũng không bao giờ ít đi Moscow. ít ít đi à, không không phải Đà dân Moscow, em không phải dân Moscow. à. Cho nên là không biết. À, anh hỏi về Saint Petersburg thì em biết ạ, em sống ở Saint Petersburg. À, ôi. Vâng. Sống ở mấy năm? Em ở đấy em học được một thời gian thôi ạ. Em học ở đấy ạ. À. Vâng. Shiroki Prospect. Prospect. Đã. Shiroki Prospect. Shiroki Prospect. Đó. À, đó là có nghĩa là một cái đại lộ nó rộng ạ. À, tạc. Yaure. À, anh sẽ nói là Yaure Gu Liao. Yaure. À, Gu Liao. Đấy. À, Trên Po. đại lộ đó Trên theo cái đại lộ đó. Po. đã cô À, Po Nevskomu. cô Nevskomu cô Prospektu. đã Đó. Tôi đã đi dạo chơi ở trên cái đại lộ Nevsky đấy. Đó. đã À, đây đây, вот так вот. Ну хорошо, это прекрасно, что вы уже знаете Невский проспект, да? Вот так. Знаете Петербург, да? Так. Хорошо, теперь мы посмотрим этот город Петербург. Это такой текст, да? Вот. Đây là em chuẩn bị cho anh một số cái hình ảnh, một số cái hình ảnh. Đa, À, một. Arashi. Это дом книги, дом книги, да? А, вот. Это Đa. Казанский собор, да? Это Казанский собор. И, так, это значит, что тут. Đây là một trong những cái cầu ở trên cái sông Moika, tức Đa. là ngay phía sau Казанский собор. Đó. Đa. Ngay sau Kazansky sân, và đây đại lộ Nevsky, đây Đa. đại lộ Nevsky đấy. À, đây là đại lộ Nevsky mới vi dim y e từ mới vi dim sto e từ vót e từ vót krusa đô mà cái gì đấy, À. đây là nóc của Đa. cái nhà sách đây. À, đó. À, đó. Và ở phía đối diện đây thì là Kazansky Sabor, đối diện cái nhà sách là Kazansky Sabor, cái khu tối tối đấy. Thế còn đằng Đa. xa 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 đây là Admiralty rồi, cái nhà của thủy quân Nga, Admiralty Đa. rồi đấy. À, đó. Thế cho nên người ta nói là gì, đại lộ Nevsky là kéo dài từ Admiralty rồi, kéo dài từ đây. Đa. Đó, kéo dài từ đây. À, đó, cho đến một cái quần thể, cuối cùng nó kết thúc ở một cái quần thể, một cái nhà thờ đó. À, nhà thờ nào đó. À, Ôi, nhà đó. thờ Đã. Tạc значит Stanisa Metro ở đây. à, Metro. bến stancia metro đấy. Voilà, Stanisa Metro tên gì quên À, em cũng không nhớ rõ ạ. rồi. À, chủ yếu là em ở cái khu vực này, cho nên là cái khu vực này em biết rất nhớ, nhớ rất tốt ạ. Ở Và ở giữa cái phần đầu ạ. hả? Ở giữa Vâng. đại lộ quá. Vâng. Ở giữa. À, thế ạ. Vâng. Đó. Так, хорошо. А, теперь мы будем читать вместе, да? Да. Петербург большой и красивый город. Большой и красивый город. Он не очень старый. А, чем câu он не очень старый. Nó không Đó. bao giờ Nó không cổ kính lắm ạ. à nó Nó không cổ kính lắm, tức là nó không lâu nhiều đời. chính tăng Nó không lâu đời lắm. On nie ochin ồ stary đấy. On nie ochin stary. À, chúng ta biết rằng là cái thành phố Saint Petersburg này được đặt nền móng xây dựng tầm năm 1703, phải không ạ? à À, cho đến bây giờ thì nó mới có hơn 300 năm thôi. Đúng không? À, dạ à 1700 cho đến năm 2000 thì là nó vừa được 300 năm và bây giờ nó mới được 320 mấy năm, phải không ạ? 325 năm, 324 năm. Đó.
phải không ạ? Dạ. Вот, поэтому говорят, что он не очень старый. Он не очень старый. Здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы. À, ở đây có cái gì ạ? Здесь есть новые проспекты. À, có những con cái đại đường lộ mới. Mới ạ. И да. старые узкие улицы. Đấy. Старые cái đường узкие улицы. Да. Да. Вот, да. Đấy. Đó. Thế và главная улица, cái phố chính. Cái phố chính. Невский да. проспект. Phố chính đó là cái đại lộ Невский. Он длинный да. и широкий. Đấy. Он длинный и широкий. À, nó rất dài và nó rất rộng đấy. Да. À, да. Nó rất dài, nó rất rộng. Да. Мой бен có 4 làn đường đấy. Đó, мой бен 4 làn đường. Hai bên là thành 8 làn đường. Так. Это да, это очень широкий. Так, а, это главная улица а, Петербурга. Это Невский проспект. Он очень длинный и он широкий. Вот так. Đó, đó là cái phần 1 của bài đọc đấy. À, bây giờ anh đọc lại giúp em. Петербург. Петербург, большой и красивый город. Город, да. Он не очень старый. Да. Здесь есть новый проспекты и старый узкие улицы. Старые и узкие улицы, да. Старые узкие улицы. Да. Главная улица. Главная. Главная. Улица. Улица Невский проспект. Невский проспект, да. Он длинный. Он длинный и широкий. А, широкий. Он длинный и широкий, да? Он длинный и широкий. À, đó, thế như vậy anh thấy là ở trong cái bố cục của cái phần đầu này của cái bài đọc này đấy, bố cục của nó như thế nào? À, đầu tiên thì người ta làm gì ạ? Đầu tiên thì người ta giới thiệu một câu là thành phố Petersburg là một thành phố lớn và đẹp. Đó. Lớn và đẹp. Đã. Đó. Lớn. Это большой, người ta nói là Петербург. Это большой и красивый город. Đó là câu mở đầu của nó, đúng không? Đó. À. Thế người ta sẽ có thể nói lại được câu đó không ạ? Петербург. Петербург большой и красивый город. Đúng không? Đấy. Thế và cái câu thứ hai là nó nói về cái tuổi của thành phố là gì ạ? Là nó cái thành phố đó nó không nhiều tuổi lắm. Tức là gì? Nó không đến nỗi già cỗi lắm, đấy. À đó. Đã. À thế vậy người ta nói như nào? Он не очень. Он не очень старый. Очень старый. Да, đấy. À đấy là câu thứ hai của chúng ta. Câu thứ hai. À đó. Chúng ta nhớ cái câu thứ hai. Он не очень старый. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể nói được cả hai câu liền một lúc được rồi. Đấy. À câu thứ nhất là gì ạ? Петербург. Петербург. Большой. Большой. Большой и красивый город. Город. Большой и красивый город. А он не очень старый, да? Да. Он не очень старый. А, câu thứ hai là gì ạ? À, đấy. Câu thứ hai, он не очень старый. Đấy, đó. Thế bắt đầu câu thứ ba người ta giới thiệu cái gì với chúng ta? À, ở đây người ta nói là ở trong thành phố này có những đại lộ mới và những cái đường phố cũ. Đường phố cũ nhỏ hẹp. Đấy. Đó, có những cái đường phố cũ nhỏ hẹp. Câu đó nói như nào ạ? This is новые проспекты. Đấy, đúng không ạ? Да. Здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы. Да? Понял? Да. Старые узкие. Узкие улицы. Да. Здесь есть. А, đó. Đây là cái câu thứ ba. Câu thứ ba của họ đây. Đó. À, đó. Câu thứ ba như này. Здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы. Đó. Đây là câu thứ ba của họ. Vật tạp vật đấy. À, chúng ta sẽ nói cái câu thứ ba này. Здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы. À, anh có thử nói được không ạ? Здесь есть новые проспекты. Проспекты. И старые. Старые узкие улицы. Улицы, да? Старые узкие улицы, да? А, đúng không ạ?
Đó, thế chúng ta sẽ nhớ lại cả ba câu là gì ạ? Đầu tiên là một câu giới thiệu về thành phố. Giới thiệu như nào ạ? Petersburg, большой красивый город. Đấy. À, câu thứ hai nói là cái thành phố này nó không nhiều tuổi lắm. Он не очень. Он не очень старый. Старый. Он не очень старый. Đấy. À, câu thứ ba nó nói rằng là ở đây có những đường phố lớn và những cái đường phố nhỏ hẹp. Dạ. Здесь есть Новые новые проспекты проспекты и и старые узкие старые улицы. узи. Узкие улицы. Đấy. Phải không Dạ. ạ? Có phải thế không ạ? Dạ. Đấy. À, thế bây giờ thì em sẽ che cái này lại nhé. Đó, em sẽ che cái phần này. Ba cái câu chúng ta vừa học lại. Đó. Nó bất tả. À, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng nói lại cả ba cái câu đó. Nó. Petersburg, Bolshoi i Krasivyi Goro. Да, Петербург большой и красивый город. А вот. Câu thứ hai ạ. Он не очень Он не очень старый. старый. Да, он не очень старый. Да. Câu thứ ba là gì ạ? Здесь есть. Ở đây có, đúng không ạ? Здесь Здесь есть. Есть. Новые проспекты, phải không ạ? Những đường phố lớn. Новые да. Проспекты. Новые проспекты. À, đây chính là cái chính là đây đấy ạ. Chính là đây em để đấy. Да. Вот. Здесь есть новые проспекты, đấy. Новые проспекты и старые узкие улицы. À, đây là một трong những đường phố cổ cũ ạ. Phải không ạ? À, Đấy. старые и старые Узкие улицы. узкие Đấy. Старые улицы. узкие улицы. Đấy. Đó. Đây chính là em để trên trên màn hình đây chính là cái đường phố gọi là phố Moika. Thấy À, chưa? được. Ulitsa Moika. Nó chạy dọc theo con sông Moika. Và ở trên cái đường phố cổ này nhà số 12 Moika Nomia Dvenadze. Đó chính là cái viện bảo tàng. Cái nhà bảo tàng Pushkin. À, tức là cái căn Đã. hộ, nhà bảo tàng căn hộ. À, cái nhà bảo tàng căn hộ của chính căn hộ Pushkin ngày xưa mà Pushkin đã sống ở đây. Đấy. Pushkin Đấy, Pushkin, đấy. Jun, Đã. Jun Zies, Rui, rui. na etay stary uskay ulitsa đấy. Ông ta đã sống ở trên cái đường phố nhỏ hẹp này đấy. Nó tạc đấy. À, thế như vậy là gì? À, vừa rồi chúng ta đã đọc được ba câu. Ba câu đó là gì ạ? À, câu thứ nhất giới thiệu về thành phố Petersburg, большой и красивый город. Câu thứ hai là nó nói rằng là cái thành phố này nó không cổ lắm. Он не очень старый. À, вот. Câu thứ ba chúng ta là nó nói về các đường phố của Petersburg. Đó là gì ạ? Здесь есть новые проспекты и старые узкие улицы. À, có những đường phố lớn mới này, đại lộ lớn mới này. Và có những đường phố cổ, đường phố cũ. Nhưng mà lại nó thêm một tính từ là gì ạ? Là nhỏ hẹp, phải không ạ? Uskia Luis. À, thế lúc đó thì nó đi vào mô tả. Vừa rồi nó nói toàn cảnh. Bây giờ nó mô tả cụ thể là gì? Glavnaya ulitsa. Glavnaya ulitsa. Nevsky Prospect. À, nó mô tả rằng là cái đường phố chính là gì? Là Nevsky Prospect. Và cái đường phố này thì nó mô tả là như thế nào? Nó Delinny Isuroki. Đấy. Glavnaya Dạ. ulitsa. Nevsky Prospect. Nevsky Prospect. Nevsky Да. Prospect. 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 Đấy. On the Linny Isuroki. Prospect. 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 On the Linny Isuroki. À, nó rất dài. À, nó dài và nó rộng đấy. On the Linny Isuroki. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói cái câu thứ tư này. Anh nói với em câu thứ tư này. Главная улица Невский проспект. À, Prospect. Да. On On Delinui i Shiroki. Isuroki đấy. On Delinui Isuroki. À đó. Đó là cái câu thứ tư của chúng ta đúng không ạ? Glavnaya ulitsa Lạp Petersburga это Nevsky Prospect. À thế thì mô tả như thế nó như thế nào? À nó Delinui on Delinui i Isuroki đấy. On Delinui Isuroki. Đó, thế vậy thì đó là cái câu thứ tư của chúng ta.
À thì bây giờ chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ che cả bốn cái câu đi. Đó, như vậy chúng ta phải nói được cả bốn cái câu này. À dễ rồi đúng không ạ? Tạ Petersburg. Đã Petersburg Petersburg Bolshoi. bạn xôi y crasi với gorod À bạn xoay crazy với gorat da, bạn xoay crazy với gorat da. À vot. on on nhé ochin starry Ồ nhớ chứ starry. nhé ochin Ồ starry nhớ chứ starry da. Da. À yes, ở đây có. À ở đây có những đường phố lớn ạ. Những đại lộ mới. Yes. 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 Новые Новый проспекты. проспект. Проспект. Да. И старые И узкие старые узкие улицы. улицы. И старые узкие улицы. Да? И старые узкие улицы. Да? Да. А, так. И старые узкие улицы. А, так. А, và tiếp theo chúng ta sẽ mô tả là một cái đường phố chính là gì ạ? Главная Главная улица. улица, главная Невский. Да. улица, Невский проспект. Невский проспект. Он. Он длинный Он длинный и широкий. Да? широкий, Он длинный и широкий. широкий. Да, он длинный и широкий. Так, хорошо. À, như vậy là gì ạ? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem hết phần thứ nhất. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Phần thứ hai thì xem người ta mô tả cái gì. À nếu như ở phần thứ nhất người ta giới thiệu về tổng thể về thành phố, phần thứ hai chúng ta sẽ xem người ta giới thiệu về một cái đặc trưng nhất của thành phố Saint Petersburg, đó là các viện bảo tàng. Đó. Thế nói về viện bảo tàng thì người ta giới thiệu ngay với chúng ta một câu. Все знают музей Петербурга. Tất cả mọi người đều biết đến những cái viện bảo tàng của Saint Petersburg đúng không ạ? À Đã. đó. À, Eremitage, viện bảo tàng thứ nhất đó là Eremitage, đây là Eremitage. Đã. Đấy. Thứ hai là Ruski Musée. À đó. Cái thứ ba là Isaakievsky Sabor. À vô tư tới Isaakievsky Sabor đấy. Isaakievsky Sabor. Đó, đây chính là nhà thờ Isaakievsky. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Câu thứ nhất người ta giới thiệu viện bảo tàng bằng cách là gì? Người ta nói rằng tất cả mọi người đều biết đến các viện bảo tàng của Saint Petersburg. Ai cũng biết Все hết. знают, да? Все знают музей Петербурга, đấy. Đã. À, sau đó người ta lần lần người ta kể Eremitage, một cái tên Eremitage. Đã. Ruski Musée, viện bảo Đã. tàng Nga, Isaakievsky Sabor. À, đó, đây có hai hình ảnh. Eremitage và hình ảnh thứ hai là Isaakievsky Sabor đấy. Đó. Đã. Thế và chúng ta chỉ cần nhớ là gì, có thêm Ruski Musée đấy. Đó. À thế như vậy là gì? À chúng ta hãy cùng nhau nói câu thứ nhất. Mọi người đều biết đến các viện bảo tàng của Saint Petersburg gồm có Eremitage, Ruski Musée, Isaakievsky Sabor. À anh nói thử giúp em ạ. Show Все знают знают. музей Ta sẽ nói все знают. à Все. Да, все. Все tất cả. Đó. все Все знают. знают музей Музей. Да, музей и музей. Музей. Петербурга музей À, музей. Да. Музей Петербурга. Эрмитаж Эрмитаж. русский Русский музей музей. Исаакиевский собор. Исаакиевский Собор. сабор. Сабор. Исаакиевский собор, да. Русский музей, Исаакиевский собор. Так. А, Исаакиевский сабор. Исаакиевский собор. À, như vậy là gì ạ? Đó, đó là câu đầu tiên. Chúng ta phải Đã. nhớ ba cái viện bảo tàng: Eremitage, Ruski Musée, Isaakievsky Sabor. Và chúng ta bắt đầu cái phần thứ hai bằng câu gì ạ? Все знают музей Петербурга. Все знают музей Петербурга. Đấy. Вот так вот. Хорошо. Да, Эрмитаж, Да. русский Tiếp theo, nó sẽ có một cái музей. câu
mà rất giống với cái câu ở phần 1. Nếu như phần 1 người ta nói rằng là gorat on nie ochin stary, thì ở câu thứ hai người ta nói là Petersburg nie ochin zelenoy. À, chúng ta có tính từ zelenoy là màu xanh. Petersburg nie ochin zelenoy gorat. À, thành phố Petersburg không phải là thành phố Thành xanh phố được lắm. xây dựng nhiều. Không phải là thành phố xanh lắm, tức là nó không xanh lắm. À, nó ít Không xanh cây. lắm, tức là thành phố là có nhiều công trình kiến trúc đó. Nó ít ạ. Tức là nó ít và nó ít cây cối ạ. Nó ít cây cối Ít cho cây nên cối. nó không xanh lắm ạ. Đấy. Đó. Petersburg nie ochin zelenoy gorod đấy. Nie ochin zelenoy gorod đấy. À, người ta nói như vậy ạ, đấy. À, Petersburg nie ochin zelenoy gorod. Đó, thế vậy thì đó là câu thứ hai của chúng ta. Anh nói giúp em câu thứ hai ạ. Petersburg nie ochin Zelenoy zelenoy gorod đấy. gorod. Nie ochin zelenoy gorod đấy. Đó. Thế vậy thì đó là hai cái câu mà chúng ta sẽ phải nói nó liền với nhau đấy. À, hai câu đó là gì ạ? Anh nói với em cả hai câu này. Szeznajut muzei. Se nayot muzei Petersburga Petersburga ermita Eremitage, Ruskin Ruski muzei muzei e Isakievski Isaakiyevski Sabor Sabora đấy. E Petersburg Petersburg nghe uchin zelonui nhiều goro trên zelenoy gorod đấy. À, nhiều trên zelenoy gorod tak. À, thế như vậy là gì ạ? À, nhiều trên zelenoy gorod đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là gì, chúng ta sẽ che cái phần này lại đấy. À, vất tạc. À, y pastaram sang gavarit đấy. Và chúng ta sẽ cố gắng nói hai cái câu này đấy. À, chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Vsen Se à se znayut nayot đấy. muzei Muzei dan Petersburg phải Petersburga à, đúng ạ. Chúng ta lưu ý là gì ạ? Ở đây là người ta nói là gì? Muzei Petersburga có đuôi a, Petersburga Petersburga tức là của thành phố Saint Petersburg. Nó ở cây hai ạ, đấy. Đó, đã nó ở cây hai. À, Muzei Petersburga. Tất cả mọi người đều biết là các viện bảo tàng của Petersburga. Đấy. Đó, ta khá. À, chúng ta nói lại nào. Szeznajut. Se znayot muzei Petersburga Petersburg. À, đó là cái gì ạ? Đó là Eremitage. Ermitage Ermitage Là Ruski Ruski Muzei. Isaakievski Sabor. muzei Isaakievski Isaakievski Sabor đấy. À, đó Isaakievski Sabor. Ta khá. À, đó là cái câu trên đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói tiếp một cái câu nữa. Nos des. À, nếu như câu trên người ta nói là gì? Thành phố này không được xanh lắm. Nhưng mà câu tiếp theo người ta nói là gì? Nhưng mà ở đây cũng có những cái vườn và những cái công viên rất nổi tiếng. Nos des izvestnye sady i parki. Đấy. Đó. Nhưng mà ở đây cũng có những cái vườn nổi tiếng và những cái công viên nổi tiếng đấy. À, đó là gì ạ? No yes yes is viết nơi sa đây đấy, y parky đấy. Đó, vậy thì chúng ta sẽ kết nối cả hai câu. Petersburg nie ochin zeleny gorod, no здесь есть известные сады и парки. Điểm tựa ở đây để chúng ta nhớ là gì ạ? Đó là Известные сады и парки. Сады и парки. À, nhớ là như vậy ạ. Сады и парки. À, thế hai cái điểm tựa đó chúng ta có cái gì ạ? Đấy. À, chúng ta có đây là Vos Park. À, cái công viên này là cái công viên lâu đời nhất ở thành phố Saint Petersburg. Công viên này cũng hơn 300 năm rồi đấy. Đó. Đó. Starinny Park đấy. Starinny Park. Вот. Marsovo Poli đấy. Đó. Đây cũng là một trong những cái khu vườn mà nhiều tuổi nhất ở thành phố Saint Petersburg. À, đó. Pole là cái nơi Poli có cái nghĩa là động cái cánh đồng ạ. Cánh đồng ạ. à Mars Marsovo Poli, nó gọi là Marsovo Poli đấy. Это Marsovo Poli.
Marsa và Poli. Thế còn cái vườn này nó gọi là Liết Nhi Sạt. Liết Nhi Sạt. Đấy. Thế Liết Nhi Sạt thì Marsa và Poli. Đấy. Đó, nó ví dụ như vậy. Đấy. Đấy. Но здесь есть известные сады и парки. Nhưng mà đây có những cái vườn nổi tiếng và những cái công viên nổi tiếng. Đó là Liết Nhi Sạt и Марсовый поле. Đấy. Đó. À, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng nói lại được cái câu đó. Bắt đầu từ cái câu Петербург не очень зелёный город. Đúng không? Петербург не очень зелёный город. Зелёный город. Да. Nhưng mà ở đây có no здесь есть. Nhưng mà đây no здесь есть. Известные сады и парки. И парки. Đấy. Nhưng ở đây có những cái vườn nổi tiếng và những cái công viên nổi tiếng. Đấy. À, известные сады и парки. À, đó là летний сад. Это летний сад. Летний сад. Đấy. И летний сад. И Марсово поле. Марсово поле. Марсово. Марсово поле. Летний сад и Марсово поле. Летний сад и Марсово поле. Так, Марсово поле. Марсово поле. А, Марсово поле là một cái cánh đồng mà được Pius Đại Đế xây dựng từ cái thời kỳ mà xây dựng nên thành phố này. Đấy. À, thế nên ở đây là cái nơi mà người ta thường dùng để luyện tập binh lính và làm những cái việc duyệt binh. Cho nên là cái cánh đồng đó nó như hiện nay nó vẫn được bảo tồn lại như là một cái công viên. Đó. À, nó vẫn tạc một Marsово поле. Còn Liết Nhi Sát là cái công viên mà được Pius Đại Đế cho xây dựng ngay từ khi bắt đầu đặt nền móng xây dựng thành phố. Và sau khi xây dựng xong thì là ông ta cho đặt mua rất nhiều những cái bức tượng của các nghệ nhân người Ý thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 18. À, đây là những tác phẩm của các nghệ nhân người Ý về tác phẩm về điêu khắc, gọi là các bức tượng. À, và được đưa về đặt ở trong cái công viên này. Cho đến bây giờ thì những cái bức tượng này vẫn được đặt ở đây đấy. Đó. À, tất cả những bức tượng này đều là những bức tượng đã 300 năm nay rồi đấy. Đó. Hơn 300 năm nay. Và ở đây có những cái cây mà được trồng từ cái thời Pius Đại Đế. Tức là nó cũng đã 300 năm tuổi rồi đấy. Đó. À, thế cho nên là có những cái bài khác thì người ta sẽ nói là rằng есть в этом парке есть деревья. Ở trong công viên này có những cái cây mà nó còn nhớ đến Pius Đại Đế, có nghĩa là gì? Nó được trồng từ cái thời của ông ấy đấy. À, một tạc của. Tạc хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói lại cái câu này, nó hơi khó khó một chút đúng không ạ? Đấy. Là thành phố Saint Petersburg không được xanh lắm. Anh nói được không ạ? Petersburg, зелёный город. Мне очень зелёный. Đấy. Nhiều trên dây luồn. Nhiều trên. Không được xanh lắm, đúng không ạ? Nhiều trên dây luồn. Nhiều trên dây luồn này rồi. Nhưng mà ở đây có những cái vườn và những cái công viên nổi tiếng. No, yes, yes. No, that, yes, is the veterinary sadi i parki. Đã. Letni sát. I. Mars. Mars. Поле. Марсовое поле, да? Летний сад и Марсовое поле. А, так. Российские и иностранные туристы. Российские и иностранные туристы. Часто гуляют здесь. Да? Часто гуляют здесь. И cái câu mà để chúng ta nhớ là cái câu gì ạ? Đó là туристы. Туристы. Tourist là các du khách, đúng không? Khách du lịch, đó. Tourist, à cái câu của nó là tourist часто гуляют здесь. Các du khách thường dạo chơi ở đây. Du khách nào? Российские и иностранные. Đấy. Иностранные. Đấy. À đó, thì vậy thì đó chúng ta sẽ rất là dễ nói đúng không ạ? À đó, chúng ta sẽ nói là gì ạ? Российские и иностранные туристы часто гуляют здесь. Đấy. À đó. Dạ, хорошо. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm gì ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau nói lại từ đầu cái đoạn 2 này. À, anh có thể đọc lại giúp em ạ. Все знают музей Петербурга.
Hermitage, Ruski Musée, Isakievsky Sabor. Pechekpur nhẹ ô chín dè lô nơi gô rột. Nose death yes. Is west nơi sadi. Sadi i parki. Летний сад. Летний сад. Массовое поле. Российские и иностранные. Иностранные туристы часто гуляют здесь, да? А, так. Хорошо. Так. À thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, trước khi mà chúng ta sẽ cần nói lại cả cái bài này, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một vài câu hỏi. Так. À chúng ta có câu hỏi thứ nhất. Петербург большой город. Да. Да. Петербург большой город. À Петербург. Петербург. Chúng ta đọc là Петербург. Петербург. Бург. Бург. Cái chữ G này của chúng ta là thành cờ. Петербург. À, Петербург. Петербург. Большой и красивый город. Большой город. Да. Он красивый? Он красивый? Да. Да, он красивый. Петербург красивый. Да, красивый город. Да. А Петербург старый город? Старый город. Нет. Нет. Он не очень, он не очень старый. Да, он не очень старый, да? Так. А какая улица? Какая улица Петербурга главная? Какая улица Петербурга главная? Главная улица, улица Петербурга. Невский. Невский проспект. Проспект. Невский проспект, да? А, так. Он длинный или короткий? Да. Он длинный или короткий? Да. Что он? А, он Невский проспект длинный, да? И короткий. Нет. Длинный thì không thể короткий được. Длинный là dài. Короткий là ngắn, да? А, длинный, да, да. Да, 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 он он длинный, да? А, Невский проспект длинный. Длинный, да? Невский проспект длинный. Так. Он узкий или широкий? Он узкий или широкий? Нет, нет, нет. Он широкий. Он широкий, да? А, chúng ta chỉ cần nói là он широкий, да? А, да. Đó. Nếu mà câu mà có или này này, câu mà có или này thì chúng ta không trả lời đa hoặc là nhét. Đúng ạ? Mà chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai từ. Konnichiwa. Đã, đã. On uski ili suroki. À chúng ta trả lời on suroki. On suroki. Какие проспекты и улицы здесь? Какие проспекты и улицы здесь? Улицы. Какие проспекты? Đầu tiên chúng ta phải nói gì? Какие проспекты? À chúng ta sẽ nói здесь есть. Ở đây có. Здесь есть. Здесь есть. Здесь есть. Какие проспекты? Новые проспекты, да? Новые проспекты. Да, новые проспекты. И? И старые. Узкие. Старые, узкие. Старые, да? Старые узкие, узкие улицы. Да? Улицы. Улицы, да? Да. А, понятно. Так, значит, какие музеи Петербурга? Какие музеи Петербурга? Вы знаете? Я знаю Эрмитаж. Я знаю Эрмитаж. Русский музей. Исаакиевский. Исаакиевский собор. Да. Собор, да? Русский музей. Русский музей, да, да. А Петербург зеленый город. Зеленый, он зеленый город? Нет, нет, нет. Петербург не очень зеленый город. Не очень зеленый город, да? Не очень зеленый город, да? Так. А какие известные сады и парки вы знаете? Какие известные сады и парки вы знаете?
Basadi. À, em sẽ trả lời yes na, à, anh sẽ trả lời yes na you. À, vui này chứ, Yes, yes that na you, you yes na you. let me start. À, liệt nhi sát y Marsovo pole đấy. À, chính là cái từ Marsovo Marsovo pole, Marsovo Marsovo pole đấy, pole. Marsovo pole. Я знаю летний сад и Марсовое поле, да? Марсовое поле. Ну вот так вот, да? Так, хорошо. А, thế bây giờ chúng ta có thể kể lại cái phần 2 này được không ạ? Đạp Да. xe знает музей Петербурга Да, Петербурга, Эрмитаж, да. Эрмитаж, Эрмитаж, русский русский музей музей. Исаакиевский собор. Исаакиевский собор, да? А. Петербург Петербург не очень зеленый город, зелёный да? город. Да. Но здесь есть Есть известные известные сады сады и парки. и парки. И парки. Летний Летний сад, сад. Марсово поле. Массовое поле. Да. Российские, Русские российские, иностранные иностранные туристы часто туристы гуляют. часто гуляют Часто гуляют гуляют здесь, здесь. да? Đấy. À, ну вот. À, так, đó là cái phần 2 đấy. À, bây giờ người ta quay trở lại phần 1 ạ. À, Петербург. Большой и красивый город. Đấy. Да. À, anh kể lại giúp em ạ. Петербург. Петербург Большой большой и и красивый красивый город. город. Đấy. Он не Он не очень старый. очень Đấy. старый. Да. Здесь Здесь есть есть новые новые проспекты проспекты и старые проспекты и узкие старые узкие улицы. улицы, да? Главная улица Главная улица Невский проспект. проспект, да? Он Он длинный длинный и широкий. и широкий, широкий, да? Он длинный Широкий. и широкий. Ну вот так вот, да? À đó. Như vậy thì đây là cái bài về Saint Petersburg đấy. À, đây là bài về Saint Đã. Petersburg. Thì em sẽ gửi cho anh. Interesting. À, em sẽ gửi cho anh cái hai cái hình này. Đó. À, làm cái bài mẫu. Thế và anh có thể là dựa vào đó kể về Paris. À, đúng không? Anh có thể kể về Đã. Paris đấy. À, vậy kể về Paris tương tự như vậy đấy. Đó. À, đó, ví dụ vậy đấy. Thế anh sẽ nói là như nào ạ? Paris, à, Paris, большой и красивый город, đúng không ạ? Đã, À, đúng đã. không ạ? Nhưng Bài mà tập Paris thì đi. có khả năng nó là thành phố cổ rồi đúng không ạ? On Ocean Đã. Story, đấy. On Ocean Story, đúng không ạ? Cái thành phố Đã. Paris nó cổ đúng không ạ? À, On Ocean Story, đó. À, những cái câu này, This is Novye Prospekty i Starye Ulitsy. À, đây có những cái đường phố lớn và những cái đường phố cổ nhỏ đúng không ạ? Đó, giống hết như cái bài này đúng Đúng không ạ? rồi. Đó. À, Đã. Glavnaya ulitsa Paris. À, cái đường phố chính của thành phố Paris là gì ạ? À, đúng không ạ? Đó, anh sẽ nói cái đường Đã. phố đại lộ chính là gì đúng không? À, on the linh isuroki đúng không? Đấy. Đó. Thế xong thì đến sang đến đoạn 2. Đoạn 2 thì anh sẽ nói như thế nào? À, tất cả mọi người đều biết đến những cái viện bảo tàng của Paris. Все знают Đã. музей Парижа. À, какие Лувр. À, rồi rồi những gì đó nữa đúng không? Viện bảo tàng Louvre, à đúng không? Thế rồi một thêm một hai cái viện bảo tàng gì đó nữa đúng không? Đó. À, thế rồi sau đó là gì? Paris, Zelenoy ili ni Zelenoy город. À, thành phố Paris có phải thành phố xanh không? À, tamis kaki sady parki, ở đó có những cái công viên gì nổi tiếng đấy. À, đó. Sau đó anh thêm một câu là gì ạ? Francuskie и иностранные туристы часто гуляют здесь, да? À, đúng không? Thế như vậy anh đã kể nhưng xong. nhưng À. nhưng nhưng mà bây giờ phải chú ý kẻ trộm và càng thành phố càng ngày càng bẩn như châu Vâng, thế vậy ạ. Phi. Đã. À, đó là cũng là một cái trên thực tế thì đó cũng là một cái điểm gọi là điểm tiêu cực của cái chính sách nhập cư của các nước châu Âu đúng không ạ? Đấy. Đúng À, đó. Thế và thế này là ethic, ethic đấy. Ethic checks. Mình nghe. À, ethic checks đấy. À, như thế này là gì ạ? À, ethic checks. À, ethic
Eta, chiếc. Eta, chiếc. Chiếc, Chiếc. tức là bài đọc. Eta, Chiếc. Đấy. chiếc. À, Interesting. Очень, да. Очень. Интересный. Да. Очень интересный. Да. Очень Interesting. интересный. Так. А, так. Я напишу. Я напишу. Là tôi sẽ viết ạ. Я да, напишу. Да. Чек. А. Париж. À, tôi sẽ viết một bài về Paris đấy. À, về thành phố Paris. Interesting mà chuyển qua giống cái mới giống được thì là như nào? Interesting là giống à, cái interesting à? À. Vâng ạ. À. Nếu mà giống được nó sẽ là gì? Là interesting này. À. Interesting này à? Đã này à? Thế và đúng giống chung của nó sẽ là interesting nơi gì? À nơi gì đấy? Và số nhiều, số nhiều. À số nhiều là interesting nơi gì đấy? Interest nhiều là nơi interest nơi nơi à, chính chính ở trong bài chúng ta đã nhìn thấy rồi, đó là gì ạ? Это à, chúng ta sẽ có chúng ta đã có là новые, đấy, новые à, проспекты. Новые проспекты, đấy. Thì giờ là gì ạ? Старые узкие улицы. Да. Старые узкие улицы, đấy. Đó. Да. Старые узкие улицы, đó. Đó là à, cái số nhiều khi dùng với à, các danh từ, đấy. Đó. Да. À, đó. Thế là tiếp theo là gì nữa? Известные, известные à, сады и парки, đấy. Сады и парки, đấy. Известные сады и парки, đó. Да. Đó. Да. Thế thì như vậy là à, như vậy là để à, để tìm được những cái danh thắng của Paris thì chúng ta sẽ nói là Dosta primichachelnosti. Dosta primichachelnosti Parisa. Parisa. Đó. Chúng ta sẽ tìm theo cái từ khóa này. À Dosta primichachelnosti Parisa. À chúng ta sẽ vào google.ru. À sau đó chúng ta sẽ gõ cái Dasta Primichachina Paris thì ở đây sẽ có hết à, Stalisa pa, Francia Paris à, đó vân vân đấy à, thì ở đây nó có những cái gì à, có những cái thành phố này nó có những cái gì thì nó sẽ biết hết ở đây đấy. Đó à, đây là gì nào à, nó có câu là gì Eiffel Tower đấy à, Notre Dame de Paris đấy à, Triumphale Arc Dvorets Invalides Sacré Cœur Pantheon, Mos Alexandra Trepcheva. À đó. À đây là à, cái bài này nó sẽ nói cụ thể về à, những cái à, à, gọi là những cái à, danh thắng của à, của Paris đấy. À đó. Thế ở đây nó kể lần lượt Eiffel Tower Barcelona là cái gì? À tháp Eiffel đấy. À Notre Dame de Paris. À đó nhà thờ Notre Dame de Paris. À, sau gì? Triumphale Arc cái cổng khải hoàn đấy. Triumphale Arc. Thế rồi là gì? Dvorets Invalides đấy. À cái cung điện của à, cung điện gì ạ? Invalid. À đây là nó gọi Dvorets Invalides. Invalid tức là những người à, tàn tật hay là à, gì gì đấy, phải không ạ? À Invalid là những người khuyết tật đấy. Đấy, những người khuyết tật. Ừ, không như ở đó. À rồi là Sacré-Cœur. À Sacré-Cœur là cái gì? À Sacré-Cœur là chắc là một cái nhà thờ nào đó đúng không? Cirque du Soleil đấy. Ở trên một quận thôi. À đúng ạ. Đó. Thế rồi đây là gì nữa? Pantheon. À Pantheon là cái gì? À đó. À các à, đó là ngôi nhà đầu tiên người ta nghĩ rằng có thể sử dụng như là một cái nhà thờ đấy. Nhưng sau đó thì lại cuối cùng là gì? Thành lại là à, thành là một cái à, một cái nhà mà à, gì đấy dùng cho dân sự đấy. Gражданский храм. Где захоронены? À, ở đây là người ta chôn cất à, như một cái năng lăng mộ đấy. Ở đây người ta chôn cất những cái người hoạt động, những cái nhà hoạt động của Pháp đấy. À, những bọn chống lại nước Pháp. À, ở đây là gì? Trong đó có nhà văn Victor Hugo y Voltaire đấy và Voltaire đấy. Đó. Voltaire. À, cuối cùng thành Pantheon tức là gì? Cái nhà mộ, mình có thể dịch là cái nhà mộ đấy. À, thế thì à, cái cầu Mos Alexandra Trecci đấy. Alexandra Trecheva. À cái cầu của Alexandra Đệ Tam đấy. Alexandra Đệ Tam. Dạ. À, rồi là cung điện Louvre. Louvre là viện bảo tàng Louvre đấy.
Louvre. Đó. Đó, đây chính là Louvre đấy. Thế rồi Conciergerie, Conciergerie là cái gì? Đó, Conciergerie. Thế vậy thì mình ở đây Bastia, Montparnasse, cái tháp Mông bạc Montparnasse. Tháp Montparnasse cũng là một trong danh thắng. Élysée Skiépalia, đây có cánh đồng Élysée đấy. Élysée Skiépalia đấy, đúng không ạ? Cánh đồng Champs-Élysées. đấy. Đây là chính đây. Champs Cham hay là Champs-Élysées Champs-Élysées. đấy. Champs-Élysées đấy. Champs-Élysées đó. Đó, đây chắc là tiếng Pháp như vậy, phải không ạ? Đấy, Đấy. đó. Thế rồi nhà thờ Saint-Germain, nhà thờ Saint-Germain, đó cũng là một trong những cái danh thắng. Paris cái Opera, đó đúng không ạ? Versailles, Versailles là gì? Đó. Luxembourg Luxembourg đó, Đấy. đấy, nhiều lắm ạ. Đây là cái vườn Luxembourg, ôi nhiều lắm, đúng không ạ? Đấy. Tuileries là cái gì? Đó cũng là một cái công viên cổ. Đó. Tuileries, Palace de la Concorde, Không đấy. có. Place là cái chỗ, place là chắc là quảng trường đấy, quảng trường nhé. Quảng trường de À. la Concorde, Concorde đúng không? Quảng trường. Đó. Đó. La Défense. Rồi là gì? Musée Orsay. Gì gì đó đấy. Đấy đại khái là chúng ta chỉ cần truy cập bằng một cái từ đó thôi, chúng ta có thể chọn được rất nhiều cái danh thắng để chúng ta sẽ đưa vào cái tiêu đề thôi, lại chọn lấy cái tiêu đề, một Dạ. vài tiêu đề Dạ. đưa vào bài tạc sốt đấy. Đó. Đó là số. Đó, như vậy là gì? Tạc sao chép này. Em có thể gửi cho anh cả cái link của Ba xin rồi. cái bài này luôn đúng không? Đó. Đó, anh có thể là bấm vào đây là xem luôn, đỡ phải truy tìm đấy. Khá thì như vậy bài của chúng ta hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Chúng ta bắt đầu học dữ liệu bây giờ bắt đầu học nó nhiều hơn, thú vị hơn rồi đấy. Đó là Dạ. về những cái bài đọc, có thể là sau đó dần dần sẽ đến những cái bài đối thoại đấy, nó sẽ dài dài hơn một Dạ. chút. Đó, chúng ta chỉ cần đọc nó nhiều lần, cố gắng nhớ được cái bố cục của nó và chúng ta sẽ có thể kể lại nó được. Tác khá đấy. Dạ. Lát nữa spasiba desida nhé. Desvidanya, Pasiba. Đã xe vô đồ bơ vâm ô Au revoir. Merci. Au revoir. Dạ, Desvidanya. dạ, 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 dạ,